Chúng ta hy vọng gì ở cặp đôi thứ hai quý vị? Họ có nhấn nút, họ có hôn nhau, họ có dắt tay đi xem phim hay không? Quý vị chờ xem. Hả mày? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình. Nói lớn lên cho bạn bên kia cùng nghe luôn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em tên Lê Vinh Quang. Hiện tại em là tài xế lái xe ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê em ở đâu em? Quê em ở Đồng Nai luôn chị. Năm nay em 25 tuổi. Vinh Quang lái xe gì? Xe ben á. Xe ben hả? Ghê, 25 tuổi lái xe ben luôn hả? Dạ, em lái được 4 năm mấy rồi chị. Ồ. Rồi, mời em giới thiệu. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Lý, em 24 tuổi, em đến từ Đồng Nai ạ. Nghề nghiệp của em là pha chế, hiện tại em tạm nghỉ việc. Rồi quê mình ở đâu? Ở Đồng Nai ạ. Có công việc gì mới chưa em? Dạ chưa. Rồi, có chung là tóm lại là giờ đang ở không? Đi tìm chồng. Dạ. Ha, rồi, quyết định vậy đi. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Sở trường của em là biết pha chế, biết nấu ăn, quan tâm, chăm sóc, nói hướng về gia đình ạ. Còn điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông, ngoại hình nhỏ bé quá nên cảm thấy tự ti. Rồi, bạn trai bên kia thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết lo làm ăn, có tính tự lập, biết chăm lo cho gia đình. Còn điểm yếu của em là em không biết nấu ăn, hay quên, tính hơi cọc tí. Trời ơi, chạy xe mà còn nóng tính mà còn hay quên nữa. Trời ơi, trời. Em có mấy mối tình rồi? Em thì được một mối tình rồi chị, nhưng mà chia tay được 2 năm mấy rồi. Chị Cát Tường biết không, cái khuyết điểm lớn nhất của em á là không biết cô gái đó chị. Thiệt không? Vậy là gái của em hay sao? Lúc trước em có quen một mối tình là như vậy nè. Em với em đi xe đậu cao điểm trên Sài Gòn, em uống cà phê đợi cao điểm là 12 giờ mới vô Sài Gòn được. Nên em xuống uống nước thì em gặp nhân viên bán cà phê đó, lấy số qua lại nói chuyện thì không biết. Hai người nói xong khoảng một tuần sau á là điện thoại thằng Lê em nó hết tiền, kêu mày cho tao mượn điện thoại tao nhắn tin nè. Em đưa điện thoại nó xong mà nhắn tin xong rồi hai ngày sau về người đó nhắn tin lại cho em đâu biết ai đâu, người đó biết em rồi. Thì cứ nói chuyện qua nói chuyện lại thì thấy hợp nhau, em cũng không gọi là đi cua hay là gì hết, không có. Nên vậy không biết cô gái là sao hết. Thì sao dính cua ta? Cứ nói chuyện qua nói chuyện lại cảm thấy hợp, nói chuyện hoài vậy là cua đó ông ơi, hiểu không? Nói chuyện qua nói chuyện lại là gọi là cua đó. Ủa rồi cuối cùng là mối tình đó em quen được bao lâu? Em quen được một năm chị. Rồi sao chia tay? Nói dối em nhiều quá. Người đó mới có 16 tuổi à. Trời ơi. Nhưng mà sao em gan quá vậy em? Em đâu biết đâu, chị biết là nói với em là 20. Cái ngày mà đi làm sinh nhật cho người đó em nè, mẹ người đó nè, dì người đó, dượng người đó nè, bạn, tất cả bạn bè luôn. Chính em đi mua bánh kem với người đó, ghi bánh kem sinh nhật 20. Mẹ người đó cũng đâu nói gì đâu. Không nói gì luôn. Đúng rồi. Sao phát hiện ra 16? Sau này á, em thấy được cái giấy chứng minh em mới biết được. Làm trốn luôn hả? Ủa mà tại vì em làm gì mà em lấy cái giấy chứng minh nhân dân của người ta hả? Bây giờ hai người đi chung dễ ướt trời mưa, chị có đưa giấy tờ cho em bỏ cấp xe không? Bóp xe về quên. Đưa giấy tờ thì đưa, trời mưa thì đưa nguyên cái bóp chứ, thì trời mưa có đưa cái giấy chứng minh nhân dân không cất vậy hả? Sao đưa giấy chứng minh nhân dân không được chị? Là sao là đưa nguyên cái bóp cho em? Đúng rồi. Mà em là đàn ông mà em mở bóp phụ nữ ra em coi thấy cái chứng minh nhân dân. Không, bỏ chạy tưng 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 nó rớt ra ngoài. Trời ơi. Hay dễ sợ. Dù 16 tuổi ta khép lại đi mà. Xuất sắc. Không, chị thích em rồi đó. Dù này. Cô này đủ tuổi rồi, yên tâm nha. Rồi bây giờ em thích người bạn gái thì sao? Em nói luôn đi, chị làm mai cho, chị khóa em rồi đó. Em thích người phụ nữ là biết nấu ăn nè, biết chăm lo cho gia đình rồi, biết kính trên nhường dưới, nói chuyện nhỏ nhẹ là được rồi. Rồi. Hiền. Vậy thôi. Có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Xăm hình. Hả, để tôi đợi chút, đợi chị chút. Lo điều tra bên kia quá, quên coi bên đây có xăm mình không em? Không. Không phải không? Rồi được, không có xăm mình. Mà nó nghe là chạy xe vậy tiền nhiều không em? Đủ lo gia đình, đủ nuôi vợ nuôi con được. Nhưng chị, mà bây giờ cô này đang thất nghiệp á, giả tỷ như là cô không có đi làm, em có nuôi cô nổi không? Nói gì? Giờ em nói thiệt với anh chị Cát Tường đi, em dành dùm được bao nhiêu? Được nhiêu rồi. Nói thiệt đi. Bây giờ hiện tại em à, nhà có, đất có, xe có, nghề có. Của em luôn hả? Của em hết. Em đứng tên luôn. Em út mà. À. Em xe em đứng tên luôn. Em út. Xe em đứng tên. Nghe chưa? Em nghe rồi, nghe rồi. Nhà thì em xây rồi. À. Đất thì của ba mẹ thì có, em út mà. À. Vậy mà không có hết. Nên là của út. Dành dụm được nhiêu rồi? Nói cho anh mừng á. Bí mật. Hả? Thôi bí mật chi.
hàng mấy, 2, 3, 4, 5 gì đó. Là nhiêu? Bởi em nói là bí mật anh Quyền Linh nói. Là nhiêu? Anh Quyền Linh biết anh Quyền Linh nói tùm lum. Khoảng nhiêu? Khoảng 10 triệu. 10 triệu thì làm gì anh Linh? Nói chung là đủ cưới một cô vợ. Ghê giỏi, tuổi trẻ tài cao nha. Đứng lên coi tướng tá coi được tôi gả luôn nè. Quá là xuất sắc rồi. Công ăn việc làm ổn định ha, nhà của Út ha. Đứng tên xe luôn phải không? Dạ. Xe tải nhiều chiếc chị không đặt? Không, xe tải tiền tỷ chị ạ, em không nổi đâu. Dạ, chứ em đứng xe gì? Xe máy. Trời ơi là trời. Ông làm tôi mừng hộp ông. Ông ngồi đi, xe máy cũng được khoe nữa. Làm bể trời ơi. Tưởng đâu đứng ông đứng xe, xe ben, xe hơi. Ai về, em đứng tên xe máy. Con còn Út là được rồi. Ta còn dư như đây tiền nữa nè. Chào em. Em cảm nhận anh thiệt tình không? Vui vẻ, nhiệt tình. Vui vẻ thiệt tình lắm. Những người thiệt tình như vậy là một những người rất là tốt. Mấy tài xế á, mà lái xe là người ta nghi ngờ lắm. Lo không? Dạ không lo. Không lo đúng không? Vậy thì không sao. Hồi nãy giờ lo bên kia không mà. Bây giờ nói cho ông Mai đi. Muốn cái tìm người đàn ông sao? Nãy giờ nghe em cái chuyện thích quá. Người đàn ông gia trưởng. Gia trưởng. Bảo thủ. Có suy nghĩ lạc hậu là trọng nam khinh nữ. Có không em trai? Và không có ý thức trong mối quan hệ của gia đình hôn nhân á. Ngoại hình sao? Cao hơn em được. Những cái buổi sinh nhật của em nếu mà được người yêu tổ chức lãng mạn em thích hơn không? Dạ thích. Rồi để anh biết anh về nói với anh này. Sinh nhật là anh hay mượn chứng minh nhân dân coi lắm á. Thích lãng mạn lắm á. Em có lãng mạn không? Em là người rất là thích lãng mạn ha. Thích lãng mạn. Thí dụ bây giờ buổi gặp mặt đầu tiên nè, em phải tổ chức thế nào cho cô ấy cảm giác thật lãng mạn? Thì mình dắt em đó đi ăn hay là mình đi một cái nơi nào đó lãng mạn ở trên Sài Gòn này nè. Nơi nào đó là nơi nào? Cầu Ánh Sao. Cũng được ha, nơi đó cũng lãng mạn ha. Rồi, được rồi, anh thấy được đấy. Ra cầu Ánh Sao bằng xe máy hay xe ben? Xe máy chị. Rồi. Bây giờ mình gặp người thân đi, coi ý kiến người thân thế nào. Hôm nay nhà gái em đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái ruột, với cháu gái và hai người bạn ạ. Rồi, đâu cho chị gặp em gái của em coi. Hôm nay đến với chương trình thì em thấy anh nói chuyện rất là sự chân thành, vui tính. Em rất thích anh đồng điểm đó là anh không thích sự giả dối, em cũng vậy và chị em cũng vậy. Mong là người ta hay có một cái câu là tài xế thật là không có chung thủy. Nhưng mà em hy vọng anh không phải là một trong những người đó. Và anh hãy yêu thương chị em và chăm sóc chị em. Bởi vì chị em là một người rất là lo toan cho gia đình. Và chị em chịu rất là nhiều thiệt thòi. Phải mong anh hãy là bù đắp những thiệt thòi đó cho chị em. Anh sẽ quan tâm chị em, chăm sóc cho chị em nhiều hơn. Mong anh chị hãy là cho nhau một cơ hội. Dạ, cảm ơn em. Gái dễ thương quá ha, vun đắp cho chị. Còn em đi với ai? Dạ, em đi với... Với Lơ hả? Chị gái em với anh rể em. Tụi đâu đi với ông Lơ hả? Em hỏi thử vụ kia rồi sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả đây. Nói về Quang là một người sống rất là biết chăm lo cho gia đình, quyết tâm dữ lắm. Em đặt ra cái mục tiêu gì á, em sẽ cố gắng làm hết mình, hết sức, tự lập từ nhỏ luôn á. Là để dành tiền về tự xây nhà ở nhà luôn. Rất là có hiếu với cha mẹ ở nhà đó. Anh nhận xét cô gái bên đây như thế nào? Bạn gái bên đây thì anh thấy là có cái phụ nữ biết chăm lo gia đình á, thì anh thấy chắc cũng hợp, hai em nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nha. Rồi, cảm ơn rồi, anh. Rồi, cảm ơn anh ạ. Bây giờ mình kéo màn lên nha, Quang Vinh. Vinh Quang, chuẩn bị. Nào, kéo màn. 3, 2, 1, bắt đầu. Nói. Chú em xinh đẹp như luôn, lúc nào cũng tươi như hoa, xinh đẹp như hoa vậy. Được lắm chứ bộ, trời ơi. Hai. Dạ, anh có thích cà phê không ạ? Dạ, có. Dạ, anh chị cưng. Em muốn mua quyển sách này tặng cho anh để anh biết thêm về cà phê. Rồi, chúng ta bắt đầu cảm nhận về nhau, mời hai bạn. Em có dự định đi kiếm việc làm gì không? Dạ, em tính là muốn ở với bạn bè ở bên Biên Hòa, xin việc làm ở đó. Anh cũng, hiện tại anh cũng đang ở Biên Hòa nè. Dạ. Em có thể xin cho cổ một việc làm gì ở Đồng Nai không? Đừng nói tôi xin vô làm lơ xe với ông nha. Cũng được anh, hiện tại em đang đi một mình á. Thì nữ cái việc ghi phiếu cho em là được rồi, để em đi giao.
Nghĩa là lấy vợ thì sẵn làm lơ luôn á hả? Đúng rồi. Luôn lúc nào cũng có nhau anh khỏi ghen. Một không hai việc á. Anh dành thời gian hẹn hò cho em khi nào ạ? Chủ nhật hàng tuần á, anh về sớm anh phải ghé qua chở em đi chơi đồ này kia, đi ăn đồ. Nhắn tin gọi điện hàng ngày. Mấy hôm nay anh có chuẩn bị một hai câu thơ để anh tặng cho em. Quá dữ ta. Chim khôn chim độn nhìn tre, gái khôn gái chọn lái xe làm chồng. Cứ tiên nước chảy đôi dòng, lấy chồng tài xế như rồng lên mây. Trời ơi. Là em quá... em sáng tác đó hả? Dạ. Em suy nghĩ mấy bữa nay đó hả? Hay quá. Bây giờ hai người đang suy nghĩ gì về nhau? Hãy nói đi. Em thấy anh rất chân thành và em muốn hai người có thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Rồi bây giờ mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau chương trình này. Dạ. Em thấy cô đối diện thích không? Thích trên lên. Rồi, nãy giờ mình nói cho vui nha. Bây giờ mình sẽ lắng động lại, mình cảm nhận cảm xúc của mình, suy nghĩ và quyết định bấm nút là đi đến hẹn hò và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Đây, hoa của em. Chúc mừng hai em nha. Nắm tay nhau cái đi, sẽ nó có đầy cảm xúc coi, nắm nhanh chặt quá. Vô, nắm chặt vô, đưa ra phía trước cho mọi người xem coi. Cặp xứng đôi quá ha. Cảm giác thấy sao? Rất là ấm áp. Ấm áp, hôn cái. Hôn đi. Dễ thương không? Đã không? Đã trên lính. Dễ thương quá. Đây là những best xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Chúc các bạn xem phim để tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, coi em. Rồi, nắm tay cô ấy đi. Nào, đưa cô ấy về biên quà đi. Xứng đôi quá ha. Lành quá trời lành luôn. Hôm nay hai cặp đều dễ thương đó quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và để xem lại chương trình quý vị có thể vào cổng thông tin Love TV. Và bây giờ các thủ mình xin chào và hẹn gặp lại quý vị.